Hôm nay thì anh em ở trong câu lạc bộ Gà Tre Bắc Ninh Bình lên giao lưu với lại anh em ở Hải Dương. Hôm nay anh em ở Hải Dương tổ chức cuộc thi Gà Tre Bắc cho tất cả các anh em ở các tỉnh thành về tham dự. Nay đội em đi 10 người. Trước tiên thì cảm ơn anh em ở Hải Dương đã tạo sân chơi cho tất cả anh em về tham dự cuộc thi Gà Tre Bắc Hải Dương mở rộng lần 2. Đây, thi thì có 3 bảng. Bảng A là gà dưới 500g. Bảng B là gà dưới 600g. Mà đợt này thì không có bảng C nên là gộp bảng C với B với nhau. Thì trạng thì chắc là khoảng từ 700g đổ xuống. Và một bảng nữa là bảng gà tơ nha anh em. Các câu lạc bộ của các tỉnh về thi là đều có món quà hoặc là lãng hoa để chúc mừng anh em ở Hải Dương. Nhiều anh em đến sau thì đang úp gà nhé.
Thi thì có 3 bảng nên là mỗi bảng bao gồm 2 giám khảo và 1 trợ lý. Lần này thi thì được nhiều anh em tài trợ nên là mỗi một chú gà đi thi đều có một phần quà mang về.
nay thì nhiều gà đẹp lắm anh em ạ. Rồi đủ màu sắc luôn. Màu vàng này, vàng chanh, vàng bò, là mơ, chuối, tía đỏ ngực đen, mật, được cả nhãn. Đa phần là tía đỏ ngực đen với vàng. Trong Nam anh em hay gọi là điều ấy.